cho các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với cái chương trình trưng bày và lấy thử xe Subaru tại trung tâm hội nghị triển lãm Sài Gòn 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là cái khu trưng bày của Subaru này. Phía sau lưng tôi nha các bạn là phần hấp dẫn nhất chương trình trưng bày lấy thử của Subaru, đó là show 99 ô tô bảo hiểm của kỷ lục gia Guinness Mr. Ruswick. Đây là ngày 18 tháng 5, ngày đầu tiên của show siêu chiến mô tô bảo hiểm của Mr. Ruswick. Nó sẽ có một ngày sẽ có 3 show từ lúc 8:30, 10:30 và 15:30. Ngày mai 19 tháng 5 sẽ có thêm 3 show nữa. Hy vọng là sẽ gặp lại các bạn. Cường Subaru xin chào.